cần đánh giá nguy cơ dịch bệnh hiện nay, nhất là thời điểm đỉnh dịch, từ đó có biện pháp ứng phó phù hợp, đặc biệt đảm bảo thuốc điều trị và các vật tư y tế khác. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 3 tháng 3. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Qua ý kiến của các đơn vị địa phương tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca mắc hàng ngày đã vượt mốc 1.000 ca. Đề nghị ngành y tế bám sát tình hình, đánh giá nguy cơ và dự báo định dịch để tham mưu về chuẩn bị nguồn lực và biện pháp ứng phó phù hợp. Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn để đảm bảo thuốc có hoạt chất Monopiravir điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Thứ nhất là luật có rồi, thứ hai là chúng ta cung cấp cho người dân theo đúng hướng dẫn phác đồ và theo đúng luật. Nhưng cái vấn đề là chỗ chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào để kịp thời cho người dân. Thì cái này là cái vai trò của cơ quan thường trực và Sở Y tế là phải làm sớm cái này. Tôi nói lại một lần nữa là tránh để tình trạng là người thì phải đi mua, người thì nhà nước phát, thì sinh ra cái vấn đề là nó không rõ ràng, minh bạch thì ảnh hưởng đến cái chung của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành công thương phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra việc kinh doanh, mua bán các mặt hàng trang thiết bị y tế phòng dịch, đảm bảo chất lượng và giá cả. Đề nghị là Sở Công Thương và Chi cục Quản lý Thị trường tăng cường công tác kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh để đảm bảo các nguồn hàng được cung ứng, thứ nhất là chất lượng và thứ hai là giá cả phải được kiểm soát. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Du lịch chuẩn bị chu đáo các phương án về phòng chống dịch khi mở cửa du lịch quốc tế, cũng như các tình huống ứng xử đối với khách nội địa khi phát hiện nhiễm COVID-19, không để lung túng, bị động, ảnh hưởng hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.